bạn. Hôm nay bếp Vi đạo được bằng viết của driver license, bằng lái xe, cho nên ba dắt bếp Vi đi ăn nhà hàng. Đây là nhà hàng, mình quay cho cô chú coi này, cái khung cảnh của nhà hàng vào 5 giờ chiều. Và bây giờ mình đã order được món này là món mực chiên. Xin mời cô chú và các bạn cùng ăn với gia đình mình. Mời cô chú, đây là mực chiên, cái nước chấm này các cô chú, đây là cái làm bằng wasabi á, nó trộn ăn rất là nồng cay. Mời các bạn dùng nước. Nước này rất là ngon cô chú và các bạn. Wasabi này nó cay, nó nồng lên tới não, rất là cay. Đồ ăn ở đây ăn được lắm cô chú và các bạn. Nếu ai có đi tại Tyson Tour thì ghé lên đây ăn nha, thử đồ ăn ở đây, nhà hàng P-Up Chen. Thank you.
là món cơm chiên tôm với thịt heo. Mời cô chú và các bạn nha. Còn đây là món mì lô men xào với tôm, thịt, thập cẩm. Đây là món sushi bếp we order. Mời cô chú cùng ăn. Cơm làm ăn cũng được lắm các bạn, nhưng mà nó không, nó nấu theo cái kiểu của Mỹ ăn á, cho nên nó không có đậm chất của Tàu lắm. Baby đói quá, cô chú thích baby ăn không? Đó, baby ăn dậy đó, lười đến nỗi không cầm luôn cái dĩa luôn đó. Đói quá, hai cho con cầm dĩa ăn ngon lành. Thank you.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. Blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Xong rồi giờ hai mẹ con đi shopping đây. Cô chú các bạn ơi, giờ cả nhà mình đi vào Saks Fifth Avenue các bạn nha. Hôm nay sát phít xa không có ai làm hết các bạn ơi. Nhìn thấy là không có người nào muốn mua nước hoa mà không biết hỏi ai. Thấy hai cái màu mắt này đẹp không các bạn? Màu rất là tự nhiên các bạn ha. Mình rất thích. Các bạn thấy này, không có người nào đứng bán hết trơn. Hôm nay là ngày thứ hai. Mà sao thấy kỳ quá, bán ngắt à.
này mùi thơm lắm các bạn. Is born. Bây giờ mình đi qua Neymarket, chứ ở trong Saphic không có người làm, muốn hỏi không được. Mình đang thử cái mùi nước hoa của Tom Ford, mùi nước hoa của đàn ông á các bạn. Ông xã mình cũng muốn mua một chai. I would like to see the man, which one, like, you know, the best, good, strong and last, the one. For men. For men, yes. Maybe now. This for this? Giờ mình đi đến hàng giày nha các bạn, xem các đôi giày hàng hiệu như thế nào nha các bạn.
Đây là hiệu giày Burberry đó các bạn. Thấy cũng không có đẹp gì lắm các bạn ơi, mà mắc lắm. Giày hiệu dạy cho nhiều khi mang đau chân lắm các bạn ơi. Đôi giày Gucci này mà 600 luôn các bạn. Đôi giày này dễ thương các bạn hả? Nhìn trẻ trung. Đôi giày này mà 1.000 mấy luôn đó các bạn, 1.500 á, mắc quá các bạn hả, 1.500, 1.600 một đôi giày của Chanel. Thank you.
Jewelry Store ở ngoài đó các bạn nha. Đôi này 600 đó các bạn. Đôi này đẹp là mình thấy đôi này này. Ngủ. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Anh xã mình anh có vẻ thích cái đôi giày này lắm rồi đây. Anh ngắm nghe nhìn thật kỹ đây. Three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas my true love gave to me calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Áo lạnh của nam không có đẹp các bạn ơi. Cái áo này nó rộng hơn. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
Anh xã mình thích cái áo này. Cùng đi shopping với mình ngày hôm nay. Xin các bạn hãy cho Mai Châu một like, share và subscribe. Và hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.